Mến chào cô chú anh chị và các bạn nha. Thì hôm nay Phước có dịp đi Gạch Giá, thì Phước đi đây Gạch Giá tới 80 cây số lên các bạn, cho nên chạy xe điện thì Phước sợ nó không đủ pin để mình chạy tới trên đó đó, cho nên mượn chiếc xe của anh ba các bạn. Xe này là chiếc Lick ha, chạy bằng xăng. Thì hành trình mình lên trên đó có khúc dọc đường có gì hay thì mình quay cho các bạn xem ha. Trời nắng quá các bạn ơi, giờ này cũng 11 giờ rưỡi rồi các bạn. Ok, giờ mình đi thôi. Các bạn ơi, hiện giờ mình đang ở Gạch Giá nè các bạn, thấy cái cầu 3 tháng 2 ở sau lưng mình không? Đó, trời cũng còn nắng quá. Lên từ dưới Vĩnh Thuận lên tới trên đây là chưa tới 2 tiếng, 1 tiếng 40 phút rồi các bạn ơi. Chạy cũng rất là nhanh ha. Đó, rất là êm luôn. Phước xin mến chào cô chú anh chị và các bạn nha. Thì hôm nay Phước đang ở tại thành phố Gạch Giá nè các bạn. Buổi sáng sớm Phước đi xuống mé biển, lấn biển, Phước quay cái cảnh lấn biển cho cô chú anh chị và các bạn thưởng thức cái lấn biển của thành phố Gạch Giá nha. Ok, mình đi thôi, let's go. Đây nè các bạn ơi, thì Phước đang đứng ở lấn biển Gạch Giá nè các bạn, thấy không? Cái cảnh biển Phước nhìn thấy Phước ra thích quá rồi các bạn. Đó, lâu lâu mình cũng đi lên đây mà đi ngắm biển đồ, chứ ở mà hai lúa hoài sao mà nhìn đồng lúa hoài sao, đâu có được đâu. Không được đâu. Đây nè, đây là cái lấn biển nè các bạn. Trước mặt Phước qua bên đây là đường Tôn Đức Thắng ha. Đó, rồi phía trước mặt ở đây là kêu bằng cái gì đây, đặc sản miền gì, ba miền đặc sản, ba miền Bãi Dương, đặc sản ba miền Bãi Dương ở đây nha các bạn. Đó, chạy dài ra ngoài đó luôn. Ồ, ngoài đó là cái gì? Để mình chạy xe vòng vòng ngoài đó mình coi coi cái gì ha các bạn. Đây, ra ngoài đó mình coi có gì hay mình quay cho các bạn xem ha. Cái quê hương của Phước nha, Gạch Giá nha, thành phố Gạch Giá. Đó, ở buổi sáng là có các chị lao công mà đi lượm rác nè, thấy không, dễ thương không. Đó, ở phía bên kia là cái không biết cái nhà hàng nó tên gì nữa, bây giờ lâu lâu ngày Gió Biển, bên đó là cái nhà hàng Gió Biển nha các bạn. Gió Biển nằm đó. Rồi bây giờ mình đi qua bên này, mình đi qua bên này mình coi coi ở dưới này là cái gì. Hồi tối Phước thấy đèn nó sáng hết trơn, nó đẹp lắm, để xuống đây mình coi ha. Ok, let's go. Đó, ở dưới này là kêu bằng Bãi Dương. Bãi Dương nha các bạn, Bãi Dương. Rồi phía trên này là đường Tôn Đức Thắng. Đó, là công viên ở đây, đã không? Công viên này sáng tập thể dục rồi này kia ở đây ha. Đó, cái quán Gió Biển đặc sản là nằm trên đó. Và cái khu này là rất tối nhộn nhịp lắm các bạn. Đó, có cái vũ trường hay gì ở đây nè. Đó, của Lạc Hồng ở đây rồi các bạn ơi. Giờ mình chạy qua bên
giờ Phước đang chạy trên đường Tôn Đức Thắng nha các bạn. Mình đi hướng về Bình Cơm đó các bạn. Tới là Vincom mình nè các bạn. Đó, Vincom mình xong đó là ra tới mé biển luôn rồi, hết còn chỗ nào nữa các bạn vòng lên cái cầu 3 tháng 2 lên. Đây là cái dòng xoay của đường Tôn Đức Thắng, nó vòng qua tới bên này tới cầu 3 tháng 2 nè các bạn. Đó, đẹp đẹp không? Bên đó là cũng lấn biển luôn đó các bạn. Xin mến chào cô chú anh chị và các bạn nha. Thì Phước lên Gạch Giá, Phước thích nhất là cái view này nè các bạn. Cái view chỗ cái cầu 3 tháng 2 này rất là đẹp các bạn. Cảnh nó đẹp lắm. Đó, bây giờ là Phước ở đây, Phước cho quay cho các bạn xem ha. Từ dưới cái góc dưới Phước quay lên này các bạn. Đó, thì bên này là mấy cái nhà này là của Vincom nè các bạn, Vincom ha. Đó, khu vực mà thương mại của Vincom. Đó, bên đây là cái đường phía bên cặp mé sông, cặp mé biển dưới dạ cầu 3 tháng 2 nha các bạn. Đó, Phước thích cái view này lắm nè các bạn. View này nó đẹp. Đó, buổi sáng có người ta chạy tập thể dục xe đạp đâu đây ha. Rồi bên kia mình coi có cái gì nữa, người ta đang lấn biển ra nữa kìa các bạn. Đó, đẹp không? Cảnh quá đẹp luôn các bạn. Ở Gạch Giá cái view này là rất là đẹp luôn. Bên kia trống gì sùm gì không biết, chắc đám tang quá. Bên dạo này Việt Nam thấy người ta mất nhiều quá các bạn ơi. Mất mát nhiều quá. Thấy đám tang là đều luôn á, như đám giỗ bên cồn vậy đó. Đó, cảnh này đẹp không? Đó, bên kia có cái cầu, bên kia cái cầu nhỏ, bên kia là cầu đúc nha các bạn. Đó. Thôi bây giờ vậy đi các bạn ơi, thôi bây giờ mình sẽ đi ăn sáng rồi mình đi về Vĩnh Thuận các bạn ơi. Đó. Cái cảnh này đẹp lắm.
Ừ, các bạn ơi, về Gạch Giá các bạn nhớ đi cái đồ kiếm đồ ăn sáng á, là các bạn đi đường Phạm Hùng. Đây là Phước đang quẹo về đường Phạm Hùng rồi các bạn. Mình chạy thẳng xuống gần tới Lạc Hồng á, từ trên đây xuống Lạc Hồng thì nó nhiều cái quán hàng, quán hai bên đường nhiều lắm nha các bạn. Chúc các bạn luôn vui vẻ, nhiều sức khỏe nha. Chị và các bạn ăn bún với Phước nha. Thank you.
cái nước sốt này mình trộn vô đây nè các bạn, quậy vô đây đó, người ta mới gọi là bún quậy nè. Quậy vô để coi coi nó vừa ăn hay không á các bạn. Đã ha, mực nè. Đẹp gái quá mà không cho người ta quay. Mình bỏ vô trong cái bún rồi mình còn để ngoài mình làm cái tốt mình chấm luôn các bạn, chấm mực, chấm chả rồi nè. Ở đây gồm có này chả nữa nè các bạn đó, cái này chả mực với chả cá đó. Mình cái chả mực với chả tôm đó, chả cá chả tôm nè. Đông khách lắm các bạn, buổi sáng người khách vô thì chèo luôn, ở đông lắm đó. Khách vô nữa thì các bạn thấy không, ngon ngon mà cái hơi đậu trước nhóc hết trơn nè. Được, cái quán này làm ăn được, cái quán này ok. Cái mực đó thì mình có thể chấm vô cái sốt này luôn các bạn, mực với chả rồi kia. Hai con mực, một con tôm. Cái tô Phước ăn này là 45.000 nha các bạn. Cái giá nó là 45.000. Hello, Phước xin mến chào cô chú anh chị và các bạn. Thì Phước mới vừa về đi Gạch Giá về tới nè các bạn ơi. Thì cái đoạn đường mà mình từ Gạch Giá về đây mình chạy xe hai bánh thì tốc độ khoảng 60-70 và nhiều khi 50 nữa, 40 nữa, tùm lum cái tốc độ hết. Thì về tới đây là đúng 1 tiếng 45 phút. Đây nè, ở nhà này cái đồ mình mua trên mạng đó. Cái này là cái lưới inox bảo vệ chiếc xe đó, bao chiếc xe để cho chuột nó đừng có vô đó các bạn. Này tương lai mình lấy xe về rồi mình có lưới mình bao lại, mình vòng chiếc xe để đừng cho mà chuột nó vô nó cắn dây điện á các bạn ha. Đó thì Phước xin kết thúc video tại đây. Chúc cô chú anh chị và các bạn luôn vui vẻ, nhiều sức khỏe. Nhớ ủng hộ Phước, bấm cho Phước một like và chia sẻ video cho bạn bè cùng xem. Nếu bạn nào mà chưa có đăng ký kênh của Phước Canada thì nhớ cho Phước một lượt đăng ký và cập nhật video để cập nhật video tiếp theo khi mà có video mới các bạn. Rồi Phước xin chào, xin kính chào tạm biệt, hẹn gặp lại video tiếp theo. Ok, bye bye.